Tôi sẽ bảo mọi người đó là các cái lệnh mà chúng ta dùng, các cái lệnh modify hay là để chúng ta hiệu chỉnh các cái lệnh, thì tôi lấy cái phần tường ra để làm ví dụ. Còn cái phần này nó sẽ áp dụng cho nhiều đối tượng nhé. Thì ví dụ như vào vuông này, tôi lấy vào tường này, thì coi như tường nó là một cái tính năng là để chúng ta vẽ. Ví dụ như là sau này chúng ta vẽ cái các cái phần concept các thứ này trước nhé, thì chúng ta có thể vẽ rectangle, chúng ta vẽ tường trước này. Ví dụ chúng ta muốn vẽ sàn đúng không, sàn đây, ví dụ như chúng ta chọn đây sàn này, vẽ sàn thì chúng ta có thể dùng pick luôn này, chúng ta pick ở đây ấn tab này, ta ấn vào tường này, chúng ta sẽ create, chúng ta sẽ tạo được sàn luôn. Thì khi mà chúng ta đã có tường rồi đấy, thì chúng ta sẽ vẽ sàn cũng sẽ rất là nhanh. Thì sau này chúng ta đã học quen rồi thì chúng ta sẽ vẽ concept bằng tường trước là chuyện bình thường. Mọi người hiểu ý tôi không nhỉ? Chứ không nhất thiết phải vẽ theo theo cách mà tôi đang đang dạy này, thì tôi đang dạy build build là từ móng đến mái, đúng không? Để mọi người học cái công cụ mà. Còn sau này mọi người bắt đầu vẽ từ đâu cũng được. Đấy, thì trong đây nó có bảng modify, nó có các cái lệnh đây. Thì bây giờ tôi sẽ ôn luyện lại các cái lệnh này thôi để mọi người hiểu được cái lệnh này rõ hơn. Chứ còn thực tế là trong quá trình làm ấy là các bạn đã được ứng dụng rồi. Các bạn hiểu ý tôi không nhỉ? Ví dụ như đây lệnh align. Align ấy thì các bạn muốn dùng kỹ, các bạn muốn dùng triệt để các cái lệnh này ấy, thì các bạn dùng như thế nào? Ví dụ như align thì đây al thì ở đây nó sẽ có phần là wall face center. Wall center là align giữa chính giữa tường đúng không? Các bạn đúng không? Cái này các bạn biết rồi. Còn đây là wall face, core face là bề mặt lớp lõi. Còn face à face of core là bề mặt lớp lõi, còn đây là center of core là chính giữa lớp lõi ấy. Hiểu chưa? Chính giữa lớp lõi. Chính giữa lớp lõi là cái gì? Là ví dụ như tôi vẽ ở cái tường ở đây, thì các bạn sẽ thấy cái tường đây nó sẽ có hai lớp lõi là khác nhau đúng không? Thì align này thì các bạn sẽ phải align đây, nào center of core là lớp lõi này và lớp lõi này với nhau. Còn đây ví dụ như là chọn đây align đây là face of core là bề mặt lớp lõi là lớp này và lớp này. Đây. Đấy. Thì nếu mà nó có join lại với nhau thì nó phải là hai cái lớp này nhỉ, align. Mọi người hiểu như tôi không nhỉ? Đấy, thì cái việc align nó đang dùng là như vậy. Al. Đấy, thì cái phần là prefer này, các bạn nhớ tôi nhé, align. Và align này nó có thể khóa lại được. Đây. Ví dụ như thế này. Các bạn chọn này. Thì khi các bạn align như này ấy, đấy các bạn khóa vào. Hoặc là nó đang song song với nhau cũng chúng ta có thể align như này chúng ta khóa lại được để sau này chúng ta di chuyển đi. Còn multi align, tích vào multi align thì chúng ta sẽ làm sao? Nó sẽ align được nhiều đối tượng, khóa lại. Thì sau này chúng ta di chuyển cái đối tượng này đi thì tất cả đối tượng này nó di chuyển theo. Mọi người thấy không? Nó align, nó khóa lại. Còn nếu chúng ta muốn di chuyển thì chọn ở đây thì nó có lệnh mover ở dưới này. Mover thì bình thường ta mover như này thì tất cả di chuyển. Nhưng mà chọn là mover mà ta chọn ở đây là destroy, có nghĩa là ta mover cái điểm này đi ấy thì là nó sẽ phá, tự động phá hay khóa hay ra. Nếu mà tích vào destroy ấy. Người ý tôi không nhỉ? Chọn này. Còn con truyền này sẽ mover theo trục x và trục y thôi. Người ý tôi không nhỉ? Đó, thì cái lệnh mover này và align kết hợp ấy. Còn đây nó có một lệnh là lệnh offset. Offset này thì mọi người cũng đã biết rồi, chọn offset đây. Thì mình sẽ có là thứ nhất là number là kích thước. Thì offset đây mình sẽ đặt đây. Đưa chuột ở bên tay trái sẽ bên tay trái, sang phải sẽ bên phải. Này. Người thấy không? Mình có thể offset này. Còn đây offset là copy, còn offset không copy là nó giống như lệnh tịch tiến đấy. Mọi người hiểu ý tôi nhỉ? Copy hoặc không copy, nhân bản hay không nhân bản đấy. Offset thêm một đối tượng mới này. Đúng không? Hoặc là không thì nó tự offset ra ngoài này. Ví dụ tôi muốn di chuyển cái tường này ra đây 1 mét thì chỉ cần offset như này thôi mà không copy. Mọi người hiểu ý tôi nhỉ? Nhưng tôi chia module thằng này ví dụ như là 3 mét chẳng hạn, tôi thì tôi 2 mét rưỡi chẳng hạn thì tôi lại muốn copy thì như thế này. Các bạn hiểu ý tôi không nhỉ? Ừ. Thì tiếp tục ở đây là chọn đây thì nó có một lệnh offset nữa. Nó đây, chọn này, offset. Lệnh trong Revit nó rất là chắt lọc. Dùng rất là nhiều thứ được nha. Ví dụ offset đây thì mình tích vào đây là graphical thì tôi chọn vào đối tượng này thì tôi phải chọn lấy một điểm từ cái điểm này và tôi kéo ra nó là bao nhiêu, là 1.000 chẳng hạn. Đây. Không hiểu cái lệnh offset này không nhỉ? Offset này nó offset graphic. Đây, chọn đối tượng này, chọn điểm này. Đã.
Đấy. Thì ở đây lại copy đây, tiếp tục chọn đây, lại copy đây. Thì copy này mang gì này, copy theo trục x trục y này, nó cũng có chọn vào đối tượng, chọn điểm này này. Copy từ đây ra đây mình nhập số là 1500. Nó không khác gì là mấy, nhưng tiếp tục đây là 1500. Đấy. Không hiểu ý tôi không nhỉ? Đấy, còn bình thường copy đây chọn đây, mình có thể dùng lại copy đây. Ừ. Copy đây. Không hiểu ý tôi không nhỉ? Thì đây là bốn cái lệnh này mà mọi người đã hiểu rõ rồi đúng không? Tiếp tục ở đây là lệnh mirror. Mirror này là mirror có trục có sẵn, với là chọn đối tượng này. Mirror. Lệnh tắt đây là mm, thì các bạn pick vào cái giữa này thì nó sẽ đối xứng sang bên này. Tôi nhỉ? Nó đối xứng sang. À, còn tiếp tục chọn vào lệnh này. Ví dụ mirror đây. Mirror này là draw sheet mirror, chọn ở đây thì các bạn có chọn copy hay không? Nếu mirror copy thì các bạn chọn đây, các bạn có thể là vẽ một cái trục thì nó sẽ đối xứng ra. Các hiểu ý tôi nhỉ? Chọn đây này, mirror này thì là copy này thì nó sẽ có trục. Ví dụ như các bạn muốn vẽ trục từ đâu đến đâu, từ trục từ đây đến đây thì nó sẽ mirror vào bên này. Mọi hiểu ý tôi không nhỉ? Chọn đây này, vẽ này. Ví dụ tôi chọn một cái trục từ đây qua đây. Mọi hiểu ý tôi không nhỉ? Nên mình tự vẽ trục cho nó. Đó. Còn tiếp tục đây này là lệnh rotate, là lệnh xoay. Chọn đây. Rotate, chúng ta có thể xoay. Thì đầu tiên xoay ấy, chúng ta phải chọn là place, là vị trí tâm xoày. Tôi kích vào place này, tôi đặt nó ra ra đây này. Đây là vị trí tâm xoay. Ví dụ tôi muốn xoay copy là nhân bảng từ đây đến đây là bao nhiêu độ, ví dụ như 30 độ này, thì là nó copy thêm 30 độ. Còn nếu mà các bạn muốn xoay cái vật thể mà RO, cũng lại tắt là RO, chúng ta chọn place đây, chúng ta có thể bắt điểm được cái vị trí này nha. Này, copy mà chúng ta không copy, nó xoay tiếp từ đây đến đây là 30 độ thì nó sẽ di chuyển như này. Không hiểu ý tôi không nhỉ? Đó, thì đây là lệnh copy, còn đây là lệnh trim. Lệnh trim. Lệnh trim là gì? Là đối đỉnh, chọn đây, chọn đây, chọn đây. Các bạn cứ chọn nó là đối đỉnh thôi. Mọi người hiểu ý tôi không nhỉ? Chọn đây này. Bản chất là đối đỉnh thôi mà. Nhá. Đó. Nó là đối đỉnh đó. Mọi người hiểu vấn đề này chưa nhỉ? Rồi tiếp tục đây nó có lệnh nên là trim extend, là chọn vào đây. Nhưng mà trim extend này, trim gạch chéo extend single element, chọn vào đây. Thì khi mà chúng ta muốn cái điểm này nó sát đây, chọn đây các bạn bắn điểm tới. Nhưng mà như thế này nó chỉ bắn làm sao thôi, được từng điểm một đấy. Còn bây giờ các bạn bắn muốn toàn bộ cái mặt phẳng, cái này nó đến cái mặt phẳng này, thì chúng ta sẽ chọn ở đây là trim extend multi element, tích vào đây này. Thì ta chọn vào cái đây này và ta quét một cái này. Mình hiểu ý tôi không nhỉ? Đây hoặc chọn nó cái cạnh này, này. Trim extend element, chọn ra cạnh này. Quét một cái. Thấy không? Nó bắn đến cái mặt phẳng đấy đấy. Mình hiểu ý tôi không nhỉ? Ừ. Thì hai cái lệnh này là một cái đơn lẻ này và một cái là gì? À, element thì là đơn. Hiểu không? Là tùy biến, còn trim thì thường là nó sẽ là multi thì nó sẽ là nhiều. Mọi người hiểu vấn đề không nhỉ? Còn đây có lệnh là split, là lệnh cắt tường, là SL, lệnh split element, chọn vào đây. Thì các bạn chọn đây là các bạn cắt được ra hai cái đoạn tường này. Split, ví dụ như lỗ mở đây các bạn xóa đi. Mọi người hiểu vấn đề không nhỉ? Còn tiếp tục ở đây là lệnh split with warp. Thì cái này nó dùng cho các cái phần, ví dụ như là các cái phần nhà xưởng, các cái phần vách panel đấy, mình làm cái tấm panel ấy, đúng không? Panel chọn đây này, thì ở đây nó có slip warp, hoặc là cái này là cái như kiểu cái khe lún đấy, cái các khe tường ấy, các rãnh ấy. Thì ví dụ mình tôi chọn đây là 3 phân chẳng hạn, thì tôi chọn này thì nó sẽ có cái khe này là bao nhiêu, 30, hiểu không? Đấy, thì khi mà chúng ta vẽ nhà chúng ta sẽ thấy đây nó có sẽ có cái khe là 30 đây này, mọi người thấy không? Nó tách ra ra từng tấm tường một này. Người hiểu hiểu cái đấy không nhỉ? Không, nhiều lúc chúng ta có 30 đánh ra phải đi cóp ấy, đúng không? Mà trong đấy khi chúng ta dùng split nó sẽ tốt, rất là tốt hơn này. Và đôi khi chúng ta tích vào đây này, đấy. Cái này nó là dit allow join đấy, hiểu không? Thì nó khóa lại với nhau thì chúng ta di chuyển cái này nó dễ hơn. Còn nếu mà chúng ta vẽ từng đoạn một ấy, chúng ta lại phải align, đúng không? Đó. Thì đây là hai cái lệnh split.
Thank you.